Nè, con có lấy số tiền đó của ba không vậy? Không, con đâu có lấy đâu. Con có lấy cái ai vô đây lấy bây giờ? Cần cái gì á? Hello. Tại sao con lại? Hello, cái gì người ta đang coi phim mà hello. Đi ra dưới đất rồi đứng có duyên của anh trời luôn á. Con đâu có phá tiền đâu. Bà không lấy, tôi không lấy. Vậy không lẽ là thằng con trai ruột của tôi lấy hay sao? Dạ ông ơi. Trời ơi, sao mà khổ vậy? Lúc gia đình của người ta mày nói cái gì? Thật ra là... Trời ơi, cái con này mày có duyên tao chết liền á. Tự nhiên mày không qua đây mày quét đi, chỗ tao đang coi tivi. Xích qua xíu đi. Người thông đồng với nhau. Trời ơi, xích qua là xích qua bên đây luôn nè bà nội. Tao nói cho mày biết nha. Xích như vậy là vẫn còn che đó. Tao trả lại cho đây. Trả lại á thì còn được ở trong nhà này. Còn nếu như không á thì cút ra khỏi đây. Thôi được rồi, tao kêu nó xuống. Cái con này sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy? Nhà chung cư chứ bộ Đà Lạt, hay mày dừng qua Đà Lạt, hay mày che cho mày che bông. Trời ơi. Quên cái là đổ bể hết nha. Khoan ba. Ôi mà khổ, đi ra cho bác ơi. Mày biết ba mà nói chuyện có bố mày không đi đâu. Ba nó không đi đâu hết trơn á. Phải chứng kiến cái sự việc này. Tối hôm qua đó con có vô phòng ba không? Trời ơi, cái gì khóc hoài vậy? Bộ mày không thấy hả? Nhỏ trong đây nè, nó khổ hết trơn, khổ luôn rồi. Tao mà tao lấy nó, tao thấy nó là tao gồng cứng rồi, tao lấy nó luôn cho nó đỡ khổ, tao lo cho nó. Nhưng mà khổ dữ trời. Vậy tao kêu nó ra cho mày hồn hôn đó nha. Gì bà nội? Nó đâu mà ra bà nội? Mày biết khùng nữa. Kìa. Hello anh. Xin chào, em. Ngồi chơi đi, Sao mày nói mày cầu hôn nó? Anh nghe nói là anh còn hôn em hả? Em ơi tổ quật, em ơi tổ quật. Chị đau không ạ? Trời ơi. Em đi, ngoài đường gì, rửa tay đi, đi, rửa tay. Em rửa rồi. Chừng nào anh định cầu hôn em vậy? Em ơi, mình không có làm ăn gì được nhau đâu, em đừng có gạ gẫm anh nữa ha. Sao đi, rửa tay đi. Sao vậy? Không có phù hợp á, vậy mà nói cầu hôn người ta buồn biết chứ. Sao con nhỏ này nó dễ tin quá vậy? Mà mày điên hay chứ giỡn với nó vậy? Trời ơi, tao có mừng ăn gì được nó đâu vậy? Chứ sao hả mày nói mày đói bụng? Tao đói thì nhưng mà tao đang coi cái cháo trắng nè, có gì đâu mà ăn. Thì tao nấu cháo trắng cho mày ăn. Trời, cái con này nên mày nấu cái gì mà cũng linh lứng linh nghiệm phép màu á chị. Rồi cũng đang đói á, đi nấu đại đi. Ngồi đây chờ tao nha. Ừ. Bạn cho gạo vào chảo nóng để rang lên cho đến khi vàng đều nha. Nhớ là dùng đũa để khuấy liên tục, không thì gạo sẽ bị cháy. Canh một lượng nước vừa đủ để cho cháo nở đều và sệt, ăn sẽ ngon hơn. Hành chúng ta cắt thành từng khoanh mỏng vừa đủ độ dày. Cho vào chảo nóng để phi thơm. Đến khi hành vàng, ta nhấc xuống nhé. Tôm khô các bạn ngâm với nước cho tôm nở nhẹ. Sau đó chúng ta bầm nhỏ. Bắt chảo dầu đến khi nóng lên. Bỏ một chút tương ớt vừa đủ. Cho một số tôm khô vào xào đều. Sau đó chúng ta thêm một ít bột canh, đường và nước mắm. Nhớ là rắc thêm một ít tiêu cho dậy mùi thơm nhé. Vậy là món cháo của chúng ta đã thành công rồi. Còn chờ gì nữa? Ăn thôi! Mở
Mọi người ơi, mình mới vừa nấu xong món cháo trắng ăn kèm với lại dưa mắm nè, sốt tôm khô và một nhịp muối và một nhịp bách thảo. Ngoài ra là còn có hành phi và ngọt để giúp cho cháo chúng ta được thơm và ngon hơn nữa đó. Quên mọi người, thì cái món ăn này hơi giúp cho chúng ta giải cảm được. Bạn nào bị cảm thì nên ăn, nó sẽ mau hết bệnh. Thôi. Mời mọi người. Bây giờ sẽ múc cháo. Đây, cảm ơn. Múc cho. Cháo rất là thơm mọi người. Đây. Rồi. Thấy cháo nhà nấu á, thấy cá nhiều hơn là nước ha. Đây là lần đầu em ăn trứng này luôn á. Cái trứng này ai biết ăn mới ăn được á. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó hơi khó ăn một chút nhưng mà béo á, nó béo. Rất là bổ. Rồi bây giờ Luân sẽ thử ăn chút muối nha. Bây giờ thì Quân sẽ mix tất cả các thứ lại với nhau nha. Bây giờ sẽ cho một ít dưa mắm. Dưa mắm nè, một ít hành phi, cái này là sốt tôm khô mà nãy mình mới làm. Một ít ngọt. Mọi người nhìn có hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ thử nha. Thơm lắm. Bây giờ mình sẽ thử. Cái sốt tôm khô hồi nãy mình làm á, có tương ớt nhưng mà nó không có cay lắm. Nó rất là thấm. Có mùi tiêu nữa. Rất là thơm. Đây là dưa mắm. Mình ăn thử luôn nha. Mọi người xin phép mọi người nóng. Chịu không nổi. Ngon lắm, ngon lắm. Ăn thử này đi. Cái này ngon lắm nè. Đó mọi người, đó là lý do tại sao mà mình nói là những bạn nào bị cảm thì nên ăn cháo trắng hoặc bị muối hay là cháo trắng gì đó. Tại vì nó ăn khi mà mình ăn nó sẽ ra mồ hôi rất là nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Đây có ớt nè, miếng ớt vào. Wow, cái này rất là ngon nha. Nó rất là kẹo. Tại vì hồi nãy có đường nè, có một ít nước mắm, có tương ớt nữa, có tiêu. Đây, bây giờ mình sẽ ăn chung cái này cháo một ớt. Xem cho vị nó như thế nào. Mời mọi người. Ăn cháo trắng thì nhờ mấy cái này là rất là đỡ ngán luôn á. Đúng rồi. Đây, múc nha. Quá ngon luôn mọi người. Anh đẹp trai mà còn ga lăng nữa chứ. Bởi vì nói y với anh là xứng đôi vừa lứa mà. Xứng gì em khủng quá. Mình bạn thôi à. Bạn gì? Bạn gì mà nãy em thấy anh đòi cộng hôn em nữa đó. Không biết. Biết nhưng mà mình không có hợp. Sao mà không hợp được? Em á, dù sao cũng được đạo diễn mời đóng góp cho phim cháo trắng. Trời ơi, nhiều người trong chợ xem em lắm luôn á. Nhưng mà thôi, em dù sao em cũng hơn là anh. Anh đóng quần chúng mà. Người ta lấy vai không mà đâu lấy mặt đâu. Sao nó ráo tôi sợ. Hãy dùng Lotte Silicone. Trời ơi, anh không biết hả? Đóng rót với đóng quần chúng là xứng đôi nữa. Anh mà không hợp với em á, để hợp với chị Quân hả? Trời ơi, chị Quân là quất. Trong cháo trắng anh không biết hả? Anh đi mà. Để. Ngồi anh, bác ngồi bớt đi. Đi. Bước xuống. Bạn chị, lanh cái miệng à. Hợp, hái mình hợp. Hái mình hợp. Để cho nó làm rồi. Đúng rồi, tại vì thực sự ra ở trên Sài Gòn á, vào ban đêm thì có những cô đẩy gánh đi bán cháo, thì bán rất là kèm theo rất là nhiều các món ăn, chẳng hạn như là thịt kho tiêu nè, cá kho tiêu nè, cái gì nữa ta, chà bông, lạp xưởng nữa. Nhưng mà khi mà mình ăn ở nhà thì
với hộp vịt muối nè, hộp vịt bách thảo nè, với lại cái nước sốt tôm khô này á, thì Quân nghĩ là đủ rồi. Đúng rồi, mà thật sự ngon. Em phải đứng từ rất sớm, em phải ngủ 3 giấc xong rồi. Hỏi chị Quân ơi, cháo trứng chưa? Em đói quá, xong rồi chú. Từ từ xíu nó đem 3 giấc. Cháo này nó không bị nhừ. Nói chung tóm lại thì ở nhà mình nên mình nên ăn những món như thế này. Thứ nhất là rất là tốt, sẽ rất là tốt cho cơ thể. Và mình ăn sẽ ăn kèm với những món như thế này cho nó đỡ. Mình làm nữa chú. Đúng không? Mấy này làm là mất thời gian thôi. Mình đúng rồi, mình chỉ cần luộc lên thôi. Thì ăn trứng muối hay là trứng hộp vịt bắc thảo. Mình phải luộc. Có thể ra chợ mua mà đúng không? Đúng rồi. Cái này thì nó là kỹ thuật. Cái này thì có hướng dẫn ở trước clip rồi. Mong là mọi người sẽ xem và theo nha. Mọi người ơi, thật sự là bây giờ hết cháo rồi. Nhưng mà bụng mình rất là đói luôn á. Mình ăn 3-4 chén luôn rồi đó. Nhưng mà nó vẫn kêu rột. Thôi, bây giờ không biết làm sao luôn á. Đói quá à. Mình biết á, là các bạn đang đói bụng lắm đúng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy xuống bếp nấu một nồi cháo thật là ngon và hoành tráng như vậy nha. Biết đâu thì ba mẹ các bạn đang ngồi xem TV, thì các bạn đem cháo lên thì lỡ ba mẹ các bạn bất ngờ thì sao? Và những ngày dịch bệnh như thế này, ở nhà vừa xem tụi mình tào lao thuốc và ăn cháo trắng nè, rất là ngon đúng không anh Nguyễn Khang? Đúng không mọi người? Hiện tại bây giờ là mình ăn cháo xong mà mình rất là nóng luôn á mọi người. Nhưng mà mọi người đừng có quên là nhảy ủng hộ cho kênh Tùm Lum Tà La Food của mình. Hãy nhấn subscribe và nút chuông kế bên để ủng hộ cho mình làm ra thật là nhiều clip thú vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.